Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để chuyển BNB từ sàn Binance về cái ví SafePay. Rồi trước hết quý vị hãy đăng nhập bằng tài khoản của quý vị vào sàn Binance. Và tiếp theo quý vị vào cái ví SafePay của quý vị. Thì ở những video trước KTV đã chia sẻ cùng quý vị cách để tạo cái ví SafePay này rồi. Đây quý vị để ý này. Ở đây KTV sẽ chuyển BNB BEP20 nhá. Thì quý vị hãy bật nó lên, quý vị có thể vào cái thêm này này. Đây, ví dụ KTV bật cái USDT lên chẳng hạn. Đó, bật USDT BEP20 lên. Đây. Bật lên này. Rồi. Đó, đó là cách để bật cái token ở trên cái ví SafePay. Rồi, bây giờ quý vị để ý này, BNB BEP20 mà KTV đã bật rồi này, quý vị bấm vào này. Quý vị copy luôn này. Quý vị bấm vào cái biểu tượng copy đi này. Đó, ok, đã sao chép. Rồi bây giờ quý vị trở lại cái sàn Binance. Quý vị cũng vào cái ví này ở góc dưới màn hình bên tay phải này. Rồi quý vị chọn root. Quý vị chọn root và quý vị kéo lên, quý vị tìm đến cái BNB. Đây. Thì BNB đây này. Quý vị chọn BNB, quý vị chọn root này. Ok, cái đô đầu tiên quý vị dán cái địa chỉ BEP20 vào. Rồi quý vị lưu ý để luôn mạng lưới của nó là BEP20 đây này. Quý vị lưu ý này. Quý vị chọn đúng cái network BEP20. Và bên nhận cũng là BEP20. Còn nếu quý vị để khác cái network là quý vị sẽ bị mất tiền đấy ạ. Rồi cái ô số lượng thì quý vị nhập cái số lượng vào. Đây, KTV sẽ nhập cái số lượng vào đây. Và cái này phí thì nó cũng rẻ thôi. Nó không đắt như cái mạng ERC20. Phí giao dịch là 0.0008 BNB. Rồi quý vị bấm vào root này. Quý vị hãy xác nhận. Xác nhận. Quý vị hãy gửi lấy cái mã từ email và số điện thoại. Và quý vị cài OTP thì có cả mã OTP. Okay, KTV sẽ nhập cái mã xác nhận rút tiền vào đây. ba tám tám năm bảy chín. Rồi lấy mã từ số điện thoại di động. Ok, quý vị bấm vào gửi này. Rồi. Đã gửi yêu cầu rút tiền. Quý vị chờ trong giây lát. Quý vị có thể chờ lâu nhất thì khoảng độ 1 phút. Cái mạng BNB Smart Chain này nó cũng nhanh rồi. Đây, bây giờ KTV sẽ sang cái ví SafePay để kiểm tra xem nào BNB nó đã về chưa. Ok, nó đã về rồi đây này. Chưa, quý vị chờ trong giây lát. Đây, nó đã về 0.1149. Đó. Chưa, quý vị chờ. Có thể quý vị sẽ chờ mất đến 1 phút đấy. Thì chờ mạng nó xác nhận. Còn cái đây không phải.
Rồi, và KTV xin kết thúc video tại đây. Đây, nó đã về rồi đây nè. Vừa nãy KTV có 0.6, bây giờ lên 0.8 đây nè. Đó, đây 0.1992 này.